Nguyên tắc chính của phân tích cơ bản là giá của một công cụ sẽ phụ thuộc vào cả giá trị thực tế lẫn tiềm năng của nó. Do đó, nó có thể được sử dụng làm phương thức thanh toán nhờ lợi suất mà nó mang đến cho chủ sở hữu, khả năng chống lạm phát hoặc rất nhiều lợi thế khác. Trên thực tế, khi phân tích cơ bản trong lĩnh vực ngoại hối, thì câu hỏi chính được đặt ra là dữ liệu kinh tế, chính sách tiền tệ và tin tức sẽ ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng thế nào đến giá trị cơ sở của một công cụ. Các sự kiện chính trị, thời tiết, quy định, nhân khẩu học và các yếu tố khác cũng có thể đóng vai trò quan trọng. Trong phạm vi cân nhắc, nhà giao dịch ngoại hối không thể thực hiện phân tích cơ bản theo cách thông thường. Để làm được, bạn cần có một đội ngũ chuyên gia phân tích đông đảo, luôn túc trực để theo dõi các tin tức mới được công bố cũng như các biến động từ vô số xu hướng, mô hình và bài báo. Tuy nhiên, bạn có thể tìm hiểu thông tin tổng quan chung về những biến động này để giao dịch sáng suốt hơn mà không nhất thiết phải phân tích chuyên sâu, chi tiết. Trong đa số trường hợp, các nhà giao dịch vàng và ngoại hối sẽ quan tâm đến 3 yếu tố chính khi phân tích cơ bản, đó là lịch kinh tế, lãi suất cơ sở và tin tức chung. Hãy lần lượt tìm hiểu về từng yếu tố này. Sử dụng lịch kinh tế, mọi quốc gia trên thế giới đều sẽ công bố một vài dữ liệu kinh tế hàng tuần. Tuy nhiên, thực ra bạn chỉ cần theo dõi những dữ liệu quan trọng nhất. Các dữ liệu này bao gồm lạm phát, thông tin việc làm và GDP. Cùng với đó, tại một số quốc gia còn bao gồm cả cán cân thương mại, BMI và dữ liệu về sản xuất công nghiệp hoặc sản xuất. Nếu bạn đang định bán vàng và thấy tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp ở Hoa Kỳ đang ở mức thấp còn GDP đang tăng trưởng mạnh, thì những yếu tố này có thể giúp bạn tự tin hơn khi giao dịch. Ngược lại, nếu tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp cao hơn và GDP trì trệ hoặc suy giảm, bạn có thể cân nhắc lại quyết định bán vàng, hoặc thay vào đó có thể mua vàng hoặc chờ đợi thời điểm khác. Thông thường, nếu nền kinh tế và thị trường việc làm đang đi lên với tỷ lệ lạm phát cao hơn thì sẽ dẫn đến việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Thắt chặt chính sách tiền tệ có tác động tích cực với đồng tiền trong nước, nhưng thường gây tác động tiêu cực cho vàng, vì điều đó có thể đồng nghĩa với lợi suất từ trái phiếu sẽ tăng lên và nhu cầu sử dụng đồng tiền để mua vàng cũng sẽ tăng lên. Vàng không trả lãi suất, vì vậy thông thường nhu cầu mua vàng sẽ giảm đi khi chính sách tiền tệ bị thắt chặt. Các nhà giao dịch trạng thái sử dụng lịch kinh tế để phân tích cơ bản rất khác so với các nhà giao dịch nước sóng. Trong đa số trường hợp, nhà giao dịch trạng thái vẫn sẽ theo dõi các tin tức công bố riêng lẻ, nhưng họ thường sẽ chú trọng hơn vào các mô hình và xu hướng trong thông tin công bố. Ví dụ, nếu lạm phát ở Hoa Kỳ tăng đều trong vài tháng, đó có thể là dấu hiệu cho thấy vàng sẽ tăng trong dài hạn và hỗ trợ lệnh mua trong trung và dài hạn, trừ khi Fed tăng lãi suất.